Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, xin sư ông khai thị về ác nghiệp và ác pháp, thiện nghiệp và thiện pháp ạ. Thật ra đó là cái ác pháp hay là thiện pháp là do mình nhận thức và hành vi. Nếu mà mình nhận thức và hành vi sai xấu đó thì nó sẽ là ác pháp, còn nhận thức và hành vi mà đúng tốt đó, thì là thiện pháp, nó vậy đó. Thì do nhận thức và hành vi nên mỗi người mà nhận thức và hành vi tức là nghiệp đó, nhận thức đúng tốt thì là gọi là nghiệp thiện, nhận thức và hành vi sai xấu thì gọi là nghiệp bất thiện. Mà nghiệp bất thiện thì sinh ra bất thiện pháp, mà nghiệp thiện thì sinh ra thiện pháp, là vậy thôi đó. Chứ đâu có gì đâu, đơn giản mà. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, sau khi nghe xong 37 phẩm trợ đạo, con không biết bắt đầu từ đâu ạ. Xin thầy gợi ý cho con. Ví dụ như bây giờ mình muốn uống nước thì mình phải quan sát xem thử cái ly nước ở đâu. Thì đó là dùng tới tuệ, dùng tới yếu tố tuệ, trí tuệ đó. Nhưng mà cái yếu tố trí tuệ đó là nó phải kèm theo cái yếu tố là phải trọn vẹn, chẳng phải là bây giờ mình quan sát nhưng mà quan sát cái này rồi cái tâm nó chạy đâu thì là không được. Do đó phải thêm yếu tố thứ hai, đó là chánh niệm đó. Đó, nhưng khi mình á, khi mình chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà rồi á, mới chánh niệm tỉnh giác được chút cái tâm nó lại buông luôn, nó chạy, thì nó thiếu tinh tấn. Do đó bây giờ cần phải tinh tấn. Thì những cái yếu tố là những cái yếu tố mà không phải là Đức Phật đặt ra, mà Đức Phật ngài chỉ những yếu tố có sẵn trong mình để biết để mà sử dụng. Nhưng thôi mình biết trong mình có những yếu tố đó hết á, nhưng mình không biết để sử dụng đó. Và cũng có khi đó là cái sử dụng nó thực ra nó tự nhiên, rồi mấy ông thiền sư bày đặt ra phương pháp này phương pháp kia làm cho nó mất tự nhiên, chứ thực ra trong tự nhiên là nó đã sẵn có. Ví dụ như thần trọng chú tâm quan sát đó không phải là cái điều thầy đặt ra, mà là khi đi mà không thần trọng chú tâm quan sát thì ráng chịu thôi. Thì vấp té hoặc là lái xe cũng thần trọng chú tâm quan sát thì là tông người ta ở tù rồi, ráng chịu thôi. Thế còn cái thần trọng chú tâm quan sát là mọi người sẵn có, thầy chỉ chỉ ra cho mình biết cách mà sử dụng thôi. Thì 37 cái pháp gọi là 37 yếu tố giác ngộ đó là khi mình làm bất kỳ cái điều gì đó, mà mình biết sử dụng những yếu tố đó, đó thì tức là mình thấy biết sự thật. Giác ngộ tức là thấy sự thật đó. Nếu mình sử dụng những cái yếu tố đó thì thấy sử thật, còn mình không sử dụng những yếu tố đó, đó thì bị là tưởng ảo tượng rồi này kia, vọng tượng rồi này kia, nó giác nhận đi. Nhưng khi mình sử dụng những cái yếu tố đó, đó thì lúc đó là mình thấy ra sự thật, cho nên gọi là giác ngộ, cho nên gọi là những yếu tố giác ngộ. Bây giờ mình dịch ra là thế này: những yếu tố sẵn có trong mỗi người giúp mọi người thấy ra sự thật đó, gọi là thì Đức Phật ngài giới thiệu 37 cái yếu tố đó. Thực ra 37 yếu tố đó chứ còn nó cũng vẫn trùng nhau ở trong đó. Tại vì 37 ví dụ như nói là bên này tín tấn niệm định tuệ à, thì trong bát chánh đạo á cũng có chánh tín tấn, có chánh niệm, có chánh kiến, tức là cũng có trong đó, cũng có đầy đủ các yếu tố đó. Cho nên thực ra mình lọc lại chỉ có một số yếu tố thôi chứ không phải nhiều. Bây giờ ai ai
ai thông suốt trong cái việc sử dụng những yếu tố đó trong đời sống để thấy ra sự thật thì người đó giác ngộ, đơn giản là vậy thôi. Và nhưng mà cái yếu tố mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác á, thì yếu tố nó dẫn đầu. À, tức là trong bát chánh đạo á, là tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh kiết. Ba yếu tố này là dẫn đầu. Nếu nếu có ba yếu tố này thì sẽ có chánh định, sẽ có chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng. Đó. Cho nên á, chỉ cần ba yếu tố này thôi thì nó sẽ có tất cả những yếu tố khác. Chứ không cần phải mà loay hoay mà đi tìm cửa cố mà tập cái này một chút rồi tập cái kia một chút rồi tập cái nọ một chút, rồi không phải phải kiểu đó, không phải vậy đó. Dạ thưa thầy, thực tánh chân đế có phải là năng lượng mà tiến sĩ Hawking viết trong cuốn sách Năng lượng và sự ảnh hưởng không thưa thầy? Và bây giờ có một lối dạy thiền để nhận ra được năng lượng của mình, để chuyển hóa năng lượng thấp thành năng lượng cao, nói cách khác là luôn quan sát mình để tháo gỡ tần số năng lượng thấp. Kính xin thầy cho ý kiến ạ. Cái đó thì nó cũng đúng. Năng lượng tức là thế này, trong người mình là thầy thường hay nói đó. Theo dịch lý đó thì trong người mình nó có bốn cái thành phần: thần, ý, khí và hình. À, trong người mình là có bốn cái thành phần đó. Cái bốn thành phần này là nói lại là khi trong đời sống, khi trong sinh hoạt trong đời sống thì ý là dẫn đầu. Cho nên mới nói là trong các pháp ý dẫn đầu. Ý là trụ, ý tạo tác tất cả. Cho nên trong bốn cái thành phần này lại là ý, tức là trong hoạt động. Còn nếu mà nhập niết bàn rồi thì thần rồi. Ví dụ như bây giờ mình buông hết tâm mình rộng hoàn toàn, rộng lặng trong sáng thì lúc đó là thần. Nhưng mà khi đã khởi ra làm cái gì đó thì tức là có ý. Mà ý ác thì nó sẽ ra cái khí xấu. Cái năng lượng đó là năng lượng đó, nó ra cái khí xấu. Mà ra khí xấu thì nó sẽ biểu hiện trên hình sao. Thí dụ như bây giờ thầy nổi sân lên, tức là ý bất thiện đó này, thì tự nhiên là người run lên, đỏ mặt lên. đó là khí tạo ra ý, tạo ra hình. Cho nên mình có thể nhìn qua hình đó. Tại sao người ta gọi là ký thước thần thông? Ký thước thần thông ai cũng có hết á. Nhìn thấy cái người đó là biết người đó sân rồi đó, tức là có tha tâm thông rồi đó. Bởi vì sao? Nhìn trên cái hình ấy là biết cái khí của người đó đang thế nào và biết cái ý của người đó đang thế nào. Về là tha tâm thông. Vì vậy cho nên đó, là cái năng lượng đó thì người ta thường là chú trọng tới cái khí. À, tuy nhiên á, Đức Phật á, thì là ngài dạy là ngài chú trọng tới ý chứ không chú trọng tới khí. Tức là nếu mà mình chú trọng tới khí hay là chú trọng tới hình, chú trọng tới hình là sao? Người cứ tập thể dục hay là phải như thế này, ăn uống phải thế này, cái kia cho nó tốt thì chỉ được cái hình thôi. Còn cái người khí đó thì luyện khí, tức là luyện sao để năng lượng thế này, để năng lượng thế kia. Nhưng mà cái đó là nó chỉ là khí thôi. Nhưng điển hình cao nhất đó là khí công. Khí công tức là người ta luyện khí. Luyện khí sao cho tốt, khí sao cho ổn định. Và thiền định đó, nó cũng thuộc là loại khí. Thiền định nó thuộc là loại khí. Còn cái định mà có định của Phật giáo là mới là thuộc loại ý. Tức là ý thanh tịnh, ý không động. Đó là định. Còn bên cái tứ thiền bát định đó, là nó mới ngang khí thôi. Tức là làm sao khí ổn định là được. Đó. Nên cái này là phải thật là rõ ràng trong cái này mới được. Mới tu tập mới là thấy ra rõ rất rõ. Thì á, cho nên á, đạo Phật là không cố luyện khí. Tức là không có, không phải là cố là làm sao để năng lượng của mình cho nó tốt, không phải vậy. Mà quan trọng là ý. Ý đúng tốt
là tự nhiên khí nó sẽ đúng tốt, hình nó sẽ đúng tốt. Cho nên mới trong trong pháp cú kinh đó, mình cái câu đầu tiên của nó là trong các pháp về tâm dẫn đầu, ý dẫn đầu, ý là trụ, ý thao tác tất cả, rất là rõ. Tức là nếu mà đem cái ý mà bất thiện á thì nó sẽ sinh ra khí, sinh ra hình là xấu. Còn nếu mà ý mà thiện á thì nó sẽ sinh ra khí, sinh ra hình tốt, ổn định, ổn định. Cho nên á, luyện khí cũng tốt, nói chung là ở đời thì làm được cái gì thì tốt cái đó, ai luyện hình được thì cũng tốt, ai luyện khí được thì cũng tốt. Nhưng mà đạo Phật á thì chú trọng vào ý. Và cái ý mà Đức Phật dạy cao nhất á đó là định tuệ. Mà định tuệ ở đây đó tức là tâm tròn vẹn tỉnh thức trong từng khoảnh khắc, trong từng trong hiện tại đó. Và cái thực ra chánh niệm tỉnh giác á, là khi tâm mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Sáng nay thầy mới trả lời một câu hỏi của một Phật tử trên pháp, nói là tự nhiên con tâm sao mà nó hoàn toàn nó vắng lặng thì đó là cái gì, mà tại sao nó không tồn tại? Nó có một chút rồi nó mất. Thầy mới trả lời trong câu hỏi đáp đó, ai vô hỏi đáp coi đó. Thì cái tâm mà cái tâm mình đó là khi mà nó rộng lặng trong sáng gọi là thần, nó phát ra ý thì ý tốt đó, thì gọi là thiền, thức ra ý xấu thì gọi là bất thiền. Mà thiền á thì nó sẽ khí nó sẽ tốt, khí ổn định. Mà bất thiền á là khí sẽ bất an. Mà khí bất an á thì hình sẽ bị lệ thuộc theo cái khí đó.